Sang câu hỏi thứ ba, Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, con ở Hà Nam, con có câu hỏi kính mong thầy giải đáp cho gia đình con. Năm 2019 mẹ con mất, chúng con có mua áo lục thù và mền quang minh mặc cho mẹ và đem đi chôn. Sau đó con nghe bài giảng của thầy làm như thế là sai. Thầy xin thầy khai thị cho gia đình con để chúng con biết bây giờ phải làm như thế nào để sám hối việc đó. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Chúng ta thấy ngày xưa các vãi, gọi là các vãi, thời xưa hay gọi là các vãi. Bây giờ chúng ta thường không hay gọi là vãi, nó gọi là Phật tử, gọi là cư sĩ Phật tử. Ngày xưa thì gọi là vãi, sư thì gọi là sãi, Phật tử thì gọi là vãi. Cho nên chúng ta ngày xưa nghe từ sãi vãi ở chùa đó. Đấy thì ngày xưa, các vãi ngày xưa thì thường thường là cứ mỗi một cụ đi quy thì thường là có cái ngoài cái tờ điệp quy và cái tờ phó chúc vãng sinh ra, còn mỗi người có một cái cối chàng, cái cối chàng dài 108 hạt đó, để quy cái chàng để đeo lên trên đi cổ, treo lên cổ. Đi chùa là gọi là treo, đeo lên trên cổ này này, để khi ra chùa mùng một ngày rằm mà lễ Phật xong cái niệm Phật một chàng hoặc ba chàng gì đó là lấy ra để niệm Phật đấy, hoặc cái tụng kinh á, đến lúc niệm Phật thì lấy ra để niệm Phật. Và ngoài á, cái điệp quy và cái phó chúc ra, cố chàng ra, thì thường ở có chùa thì lại sắm thêm cho các Phật tử một cái áo, áo chàng, cái áo dài đi chùa, cái áo ngày xưa nó mỏng mỏng, giống như cái áo mỏng mỏng, giống như cái áo quan họ Bắc Ninh mỏng mỏng như thế, nên là màu nâu. Thì ngày xưa nó khó khăn mà. Cộng thêm đấy, cộng thêm một cái áo gọi là áo lục thù hải hội. Lục thù, lục tức là sáu, thù đấy là một cái đơn vị cân à, một cái đơn vị cân đong đo đếm, nên là gọi là cân, nó nhẹ lắm đó vị, thù nó nhẹ lắm, nó còn nhẹ hơn là cả hoa cơ. À, chúng ta biết ngày xưa này, mấy hoa là gì, một lạng á, mấy lạng thì là một cân đó, kiểu thế. À, mấy cân là một yến, mấy yến là một tạ đấy, nó như thế, mấy tạ là một tấn, kiểu thế, bao nhiêu tạ là một tấn đó, kiểu thế. Đấy thì cái thù nó còn nhẹ hơn cả hoa. Tức là đơn vị gì, rất là nhẹ. Chúng ta biết chư thiên ở trên các cõi trời á, trên cõi trời đây là cõi trời Đau Lợi đấy, tính cõi trời Đau Lợi, thân cao gì, cao đến tính ra, tính cao đến cả cả do tuần, cao đến cả một do tuần. Mà một do tuần ở trong Phật giáo chúng ta thì từ khoảng 7,3 km cho đến 8 km hoặc là cái cao hoặc là 14 km. Đấy là gì, theo có sách thì nói như vậy, nhưng có sách thì nói, sách nói là 4 km, 6 km và 8 km. Đấy, thì tất nhiên các sách thì cũng không đều, vì cái tùy theo từng phương, từng khu vực. Bởi đất nước Ấn Độ rộng lớn lắm, cho nên tùy theo từng khu vực mà họ gọi là một do tuần thì cao bao nhiêu, nhưng mà một do tuần là xa bao nhiêu, bé nhất cũng là 4 km. Bé nhất là 4 km theo quan điểm của Phật giáo, mà gọi là thấp nhất, ngắn nhất là 4 km, còn dài nhất là 14 phẩy mấy km cơ. Đấy là có sách như thế. Còn bình thường thì chúng ta thấy là có 4, 6 và 8 ở trong cái phạm vi ấy. Còn đại đa số trong sách Đại Thừa Nghĩa Chương và các sách khác của Phật giáo, hay là Đại Đường Tây Vực Ký của Trần Huyền Trang ấy, nói là 7,3 km là một do tuần.
thân chư thiên ở trên cõi trời Đao Lợi ạ, cao từ 1 đến 3 giao tuần. Chúng ta nói, cao từ 1 đến 3 giao tuần, có nghĩa là khi cái đứa trẻ vừa sinh thì là cao một giao tuần. Một giao tuần tức là cao 7 vậy, thì cứ lấy trung bình là khoảng 7 cây số. Dài 7 cây số, chúng ta dựng 7 cây số lên cao như thế nào. Đấy, thân chư thiên mới sinh ra ở cõi trời Đao Lợi mà cao được thì khoảng 6-7 cây số như thế rồi. Tại cho cái thấp nhất là cũng 4 km. Chúng ta ngước thì ngước nhìn vút tầm mắt này mới từ đầu đến chân là vút tầm mắt. Nếu còn mà người lớn chư thiên mà lớn ví dụ như Ngọc Hoàng Thượng Đế là phải cao gì? Đây là cái thân, gọi là cái thân ngài thị hiện bình thường ở trên cõi trời đấy nhá, là đã cao đến khoảng 3 giao tuần. 3721 chúng ta lấy là 21-22 km rồi. Chúng ta thấy không? Thân cao như thế, nhưng cái áo choàng, cái áo khoác, mình nói nôm na là cái áo ngoài của ngài á, thì thường cái áo của ngài này nặng chỉ có 6 thủ thôi. Thân to như thế thì đương nhiên cái áo cũng phải rất là gì, rất là to, nhưng mà cái áo gì nặng có 6 thủ. Đấy, xuất phát từ ở trong kinh Phật nói là chư thiên ở trên cõi trời thân tướng đoan nghiêm á, đẹp đẽ to cao á, như thế, nhưng cái áo á nặng có 6 thủ. Bây giờ chúng ta mới thấy nhá, khoa học bây giờ dần dần mới chứng minh, mới thấy rằng vì sao thân chư thiên ở trên cõi trời cao to như thế mà lại nhẹ, các ngài bay đi được ở trên cõi trời thường là bay đi, mà áo to như thế thì mới gì? Đương nhiên chúng ta cao đến 20, 21 hay 22 cây số, tính theo chiều cao, cao như thế thì đương nhiên cái thân cũng phải gì, phải tương đương. Chúng ta bây giờ cao khoảng 1m65, 1m7 chẳng hạn, thì chúng ta thấy cái chiều ngang là 2, 4 cũng phải 5-60 phân, đúng không? 5-60 phân, 60 phân để vai, từ vai nó ra 60 phân, còn thân cũng phải gì tầm 40 phân, thì tính bình quân là 50 phân. Chiều cao của thầy là 1m65, chiều rộng này khoảng 40 phân, chúng ta nhân khoảng bằng bao nhiêu phần trăm đó. Bốn bốn là 16, bằng khoảng 1/4 hoặc là 1/5 gì đó, đúng không? Đó, thế thân chư thiên cao 21-22 mét, chúng ta cứ cho bằng 1/4 đi, thì chiều rộng này là đã là 4 đến 5 km rồi. Vậy thì cái áo phải rất là gì, là to, to đến cái mức độ gì, đến 5 km là cái chiều ngang này, mà là còn gì, cái chiều dày này cũng phải đấy, còn cũng phải 2 đến 3 km nữa. Như vậy chúng ta tính được cái chu vi vòng tròn này, cái áo rất là to, nhưng chỉ có nặng có 6 thủ thôi. Đó, cho nên cái áo lục thủ xuất phát từ đâu? Từ trong kinh Phật, kinh A Hàm nói là chư thiên trên cõi trời thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ to cao đến gì, đến 3 do tuần như thế. Đấy là cõi trời thứ hai, là cõi trời Đao Lợi đó nhé. Người lớn đến 3 do tuần, trẻ con trên đó thì các vị thiên tử thiên nữ mới sinh thì cao 1 do tuần. Đó, đây là các ngày thì thân bình thường, không thì là không dùng phép thuật đấy nhé, không dùng thần thông đấy nhé, thì cao bình thường giống như cõi người chúng ta, mà cao bình thường nó khoảng 1m6 đến 1m8, bình quân nó từ 1m6 đến 1m8, bình bình ấy, quân như thế. Còn đứa trẻ khi mới sinh ra nó khoảng 40, 45, 50 phân gì đó. Đấy, thì chúng ta thấy áo to như thế mà nhẹ có 6 thủ. Và bây giờ ở Việt Nam chúng ta, ngày xưa Đức Pháp Chủ ngài còn dạy chúng tôi ở trường Trung cấp Phật học Hà Tây, cụ cực lực phản đối cái vấn đề này, tức là cái vấn đề mặc áo lục thủ hải hội cho người chết đó. Cụ nói rằng cái áo lục thủ hải hội này nó có cái nguồn gốc sinh ra là vào cái giai đoạn mà đất nước Việt Nam chúng ta đói kém.
dân tình không đến chùa, không đến chùa, cho nên là các sư thì cũng khó khăn. Vì vậy mà qua cái giai đoạn đó, đặc biệt là sau giai đoạn nhà Trần, sau giai đoạn Phật giáo nhà Trần, cái Phật giáo là nhà Mạc và nhà Hậu Lê, cái giai đoạn đó là Phật giáo chúng ta là đi xuống, miền Bắc là đi xuống hết sức khó khăn. Cho nên các sư cũng khó khăn, vì vậy mà các cụ, một số các cụ nghĩ ra cái cách này. Đấy, trong kinh Phật nói áo lục thù, có áo lục thù hải hộ. Cho nên một số các quý thầy nghĩ ra cái chiêu đó là mua cái vải xô đó các quý vị. Cái vải xô, cái vải màn đó, cái vải xô mà ngày xưa mà cứ có người mất mà họ ấy mặc cái vải xô đó, nó mỏng mỏng thưa thưa đó, nhẹ nhẹ đó. Đấy, mua cái kiểu vải đó về, bắt đầu là làm mấy cái dấu án mani bát minh hồng về cái vân vân vào đó, cái dấu tam bảo vào ấy vào đó, đóng mấy cái dấu vào đó, may cái áo vải xô đó. Thì thường ngày xưa chúng ta thấy người chết hay mặc cái áo vải xô mà. Đấy, mặc ra ngoài mà. Đấy, thì cho nên ấy, mấy sư mà nghĩ ra cái cách đó, là cụ nói là nghĩ ra cái cách đó để làm gì, để gọi là khổ nó đói, cụ bảo cái khó nó bó cái khôn. Cho nên nghĩ rằng thôi thì làm như thế này thì còn có vài đồng để Phật tử họ quy, thì ngoài thỉnh cái chàng cái áo ra rồi á, thì cho thỉnh cái áo lục thù hải hội này, thì họ lại thành tâm một vài đồng bạc để vào chùa để hương khói, chứ không phải là sư lấy cái tiền đó cũng để tham nhũng gì đâu các vị nhé. Không phải các cụ tham ô tham nhũng gì, nhưng cụ bảo xuất phát từ cái khó nó bó cái khôn. Thậm chí dầu ở trong chùa hết không có tiền mà mua cúng Phật, nhang ở trong chùa hết cũng không có tiền để mua nhang để cúng Phật, chứ đừng nói là gì ăn mặc của sư. Ăn mặc của sư thì gọi là chẳng khác gì những người khố rách áo ôm ở ngoài chợ rồi. Cụ bảo đến cái giai đoạn mà nó khổ như thế cũng thương, nhưng mà đó là giai đoạn đó thôi. Bây giờ ngày xưa Hòa Thượng dạy chúng tôi, Hòa Thượng bảo là bây giờ các thầy có ai phải ăn mặc để rách dưới như thế nữa không? Có ai phải đào củ chuối mà ăn nữa không? Có ai phải đào ăn cả cái từ quả đu đủ, lá đu đủ, rồi cây đu đủ, rồi đến rễ của đu đủ nữa không? Cụ bảo ngày xưa chúng tôi làm tiểu á, sau cái đoạn là cái năm 45, mà sau giai đoạn 45 một tí á, là phải ăn cả cây chuối, ăn cả củ chuối, ăn cả cây đu đủ, lá quả đu đủ thì ăn trước rồi, xong đến thì ăn lá, xong đến ăn cây, xong đến ăn gì đào cả xuống rễ nó ăn hết. Nhưng mà chúng tôi cũng chưa phải làm cái việc phi pháp ấy, tức là đối với Phật pháp là gì, nó không đúng chính pháp ấy, thì Hòa Thượng gọi là phi pháp, chứ không phải là phi pháp luật, mà là phi pháp tức là trái với giáo lý của Đức Phật đấy. Thế cụ bảo đấy, các thầy bây giờ chưa đến nỗi như thế, chúng tôi ngày xưa như thế rồi mà chưa phải làm cái việc đó. Còn các cụ ngày xưa, các tổ ngày xưa có những giai đoạn mà Phật giáo nó suy vi đến cái mức mà dân họ nhìn thấy sư họ ghét, họ không muốn ra chùa nữa. Mà vua thì là gì? Là cấm không cho các sư ở kinh thành, kinh đô để hoằng pháp. Cho nên nó khiến cho nho giáo họ nổi lên, với lão giáo nổi lên này, họ bài xích Phật giáo, coi Phật giáo như là gì? Là cái cây tầm gửi ấy, như là kẻ ăn bám ấy, chỉ làm hại cho xã hội, cho đất nước thôi. Cho nên là không có ai ra chùa. Đó. Mà họ có việc gì, có người ốm, người đau, người chết, người sống gì gì đó, họ đi gặp ông thầy cúng, gặp ông thầy thống, gặp ông đạo sĩ, thì họ không ra chùa nữa. Cho nên ít lắm, có khi cả làng, cả xã hay được khoảng 20-30 bà vãi đi chùa. Mà các bà vãi đó cũng khó khăn, cũng kém gì đâu. Bây giờ khổ, thờ Phật đó thì chùa chiền đó, cái lớn nó không làm được rồi, mà cái nhỏ nhỏ hàng ngày,
cụ bảo là thậm chí đến cái nỗi là hương ở trong chùa hết, không có tiền mà mua để thắp cúng Phật, đèn ở trong dầu ở trong chùa cũng gì cũng hết, không còn dầu để cúng Phật. Thế lên tụng kinh cụ bảo là lên tụng kinh thì cái đèn cúng Phật phải bao giờ lên tụng kinh mới dám bật lên, ngày xưa có điện đâu, cho nên thắp đèn dầu để tụng kinh. Cho nên khi nào mà lên giờ tụng kinh mới dám thắp đèn lên, còn không là phải tắt đèn đi, không có tốn dầu. Khổ đến thế đấy. Cho nên cụ bảo cái khó nó bó cái khôn. Vì vậy cái giai đoạn đó các cụ chúng ta mới gì, mới ấy thì thôi thì đấy, làm phương tiện là đóng cái dấu ấy, Tam Bảo và cái dấu Án Mani Bát Minh Hồng ấy, may cái áo xô nó, cái vải xô đó cắt ra thành cái hình áo, gọi là gì? Đóng mấy cái dấu vào đó, xong rồi đưa thêm với cái chú đầu tràng, với cái cố tràng, với cái áo gọi là áo tràng, áo dài mà Phật tử ấy đi chùa đó, đi quy y xong á, chọn gói cho mỗi người một cái bộ đấy. Thế thì ví dụ thu khoảng độ, nói nôm na như bây giờ mình cứ nói là khoảng độ vài chục nghìn gì đó hoặc trăm nghìn gì đó, đại khái thế. Thế là Phật tử gì quy xong thì đóng khoảng trăm nghìn, mình nói với nôm na bây giờ là thế cho dễ, còn ngày xưa đồng tiền ngày xưa như thế nào mình cũng không biết được, đại khái thế. Thế thì các thầy thì lại đi ra ngoài Hà Nội hay là đi ra phố để mua, ví dụ mua khoảng 70-80 nghìn, thì về thì lấy cái công, ngày xưa đi là đi bộ đây hoặc đi xe đạp đấy, làm gì có chuyện đấy, và đặc biệt là đi bộ cái thời thế kỷ từ 15-16 ngày xưa là đi bộ ấy chứ, thậm chí đi bộ cả ngày, thậm chí 2 ngày mới ra mua, đi ra tận nơi mua một ngày, xong ở lại cái chùa nào đó ở cái nơi thành phố đấy hoặc là trung tâm thị xã đấy, thị trấn đấy, rồi xong rồi thì ở nhờ cái chỗ đó, xong hôm sau mới về, có khi đi mất 2-3 ngày để mua mấy chục bộ quần áo, rồi mấy chục cái áo, mấy chục cối tràng về để quy y cho các Phật tử. Xong thì các Phật tử ví dụ mình mua hết khoảng 60-70 nghìn thì các Phật tử thành tâm 100 nghìn kiểu thế, xong cái đồng tiền còn dư lại một tí đấy để gì, mua dầu để thắp cúng Phật hàng ngày, mua hương để cúng Phật hàng ngày để cầu phúc cho dân. Hòa thượng bảo khổ như thế đấy. Cho nên cái lịch sử của áo lục thù hải hội, ngày xưa Đức Pháp Chủ ngày dạy chúng tôi, ngày nói đấy, nó xuất phát từ cái lúc khó khăn đấy. Sau này các cụ mới biết rằng đấy, bây giờ mình thấy là nó sai rồi, nó là phương tiện trong cái lúc gọi là cái khó bó cái khôn thôi. Bởi vì chúng ta biết là chúng ta kính Phật mà, cái áo có hình Phật, chúng ta còn sống chúng ta còn không dám mặc, đúng không? Tại sao khi chúng ta chết rồi chúng ta lại gì? Lại đắp lại mặc lên thân thể của mình. Đó là cái áo lục thù hải hội đấy. Nói là gì? Nói là ngày xưa các cụ kiểu cũng nói là càng đông cái lúc đấy khó bó cái khôn, các cụ nói thôi mặc cái áo này vào để gì? Để bay cho nó nhẹ, để bay về với Phật, bay về cõi Phật cho nó nhanh, cho nó cho nó đỡ vướng. Đấy, ngày xưa các cụ giảng cho chúng tôi, cụ nói như thế. Chứ nguyên nhân là cái áo lục thù là lấy các cụ chúng ta lúc khó khăn lấy ra ở trong kinh Phật để làm phương tiện. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy nó không hợp nữa, không phù hợp thì thôi bỏ nó đi, không nên hướng cho các Phật tử làm cái điều đó. Để làm như thế nó không đúng với chính pháp. Ai lại đời thuở lại đi in dấu của Phật, rồi chú của Phật lên cái áo lục thù hải hội trên cái mảnh vải xô may thành cái áo đó để đắp mặc lên thân thể người chết, nó thối nó rửa ra ở dưới đất thì tội lỗi, tội lỗi, không nên. Thôi nhưng Phật tử này nói gì, gia đình ngày xưa do không biết mà đã làm như thế rồi thì thôi, không biết thì không có tội, các cụ nói rồi, không biết thì không có tội. Mình biết rồi mà mình vẫn cố tình mình chống đối, mình cố tình thì mới có tội, còn không biết thì không có tội. Thôi trường hợp này thì theo thầy không biết thì không có tội, Đức Phật cũng chẳng có chấp đâu, vì trong cái lúc cái giai đoạn đó thì nó khó khăn như thế, thì một số các quý thầy lại nghĩ ra cái đó, xong dần dần thì mới làm cái đó xong đấy, nó là như thế đấy, nguồn gốc nó là như thế. Chúng ta cũng phải hiểu cái điều kiện hoàn cảnh. Đấy, người chúng ta hiểu thì chúng ta mới thông cảm, không có lại bảo là Phật giáo mê tín dị đoan.
Đấy. Thực sự cái lúc nó khó khăn đến mức độ như thế đấy các quý vị. Ngày xưa chúng tôi mới học thì cũng không hiểu đâu. Khi mà Đức Pháp Chủ Ngài dạy, Ngài nói đấy, ở trong cái bối cảnh, điều kiện và nó, cái khó nó bó cái khôn như thế, cho nên chúng ta cũng phải thông cảm cho các cụ trong một cái giai đoạn lịch sử nhất định của Phật giáo chúng ta, Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Đấy, không phải là hơi một tí là chúng ta lên tòa giảng, chúng ta bài xích cho cái việc đó là mê tín dị đoan hay này nọ mà chúng ta không nghiên cứu, không hiểu biết cái nguồn gốc ấy, thì chúng ta rất gì ạ, rất dễ chụp đầu cho cái đó là mê tín dị đoan. Tất nhiên với bây giờ mà chúng ta vẫn còn làm là mê tín dị đoan, còn ngày xưa thì chúng ta cái khó bó cái khôn, các cụ phương tiện để lấy vài đồng Phật tử, ví dụ bảo Phật tử cúng nó cũng xót cả ruột ra, nếu mà thỉnh cái này để về để đắp, để mặc, để dùng lúc sống thì lần chàng thì mặc áo đi chùa, có chú đầu chàng vân vân, các thứ đó thì đấy, mà lúc chết thì đọc điệp quy rồi mặc áo lục thù vào để đi về với Phật cho nó nhẹ nhàng, xong rồi Phật tử thì họ phát tâm dư ra một vài chục đồng để lấy tiền đèn hương cúng Phật, không có bỏ chùa chiền hương lạnh khói tàn cũng phải tội các quý vị. Đấy cũng là cái tấm lòng của những người xuất gia, cũng nghĩ cho cái tốt thôi, nhưng mà ở một cái giai đoạn nó như thế thì thôi, thì cụ bảo là thôi chúng ta cũng phải hoan hỷ thôi. Thế còn cái này thì thầy nghĩ là Phật cũng hoan hỷ thôi, cũng không trách chúng ta, bắt chúng ta phải đọa A Tỳ địa ngục, cái đọa địa ngục đâu mà lo. Vì chúng ta không biết, còn bây giờ được nghe được biết rồi mà chúng ta vẫn cố tình, vẫn vì cái này thì chúng ta thì, mua về để bán cho các Phật tử, bảo Phật tử đắp mặc vào thì mà để chúng ta kiếm tiền thì cái này là ai mà làm cái đó thì có vấn đề đấy, không thoát khỏi gì nhân quả đâu. Còn cái trường hợp này thì khuyên Phật tử không phải lo lắng đâu, vì chúng ta không biết mà, không biết thì không có tội, thì mình cứ tụng kinh niệm Phật hàng ngày thì mình sám hối bình thường thôi, không sao, không ảnh hưởng gì, để Phật tử này yên tâm nhé. Kể cả mền quang minh cũng thế, bây giờ chúng ta cũng không nên đắp để chôn đâu. Cái mền quang minh là đắp vào để trợ niệm thôi, trợ niệm xong thì chúng ta lại đem giặt đi, lại về lại để ở dưới cái chỗ trang nghiêm mà ban dưới cái ban thờ Phật, chứ không nên đặt lên trên cái ban thờ Phật, vì nó đắp cho người chết rồi mà. Thì chúng ta để xuống dưới, để xuống cái đĩa mà để cái kệ cái ấy gì ở bên dưới, hoặc để trong cái tủ ban dưới cái ban thờ Phật là được. Thì có người khác mất thì chúng ta lại đem đến, chúng ta đắp lên, chúng ta trợ niệm cho họ. Thì cái này là xuất phát từ Phật giáo Mật Tông của Tây Tạng, chứ không phải là pháp môn tịnh độ của chúng ta, không phải Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Mền quang minh là xuất phát từ gì? Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Cho nên thôi thì chúng ta kết hợp giữa Mật Tông hay là Luật Tông hay Tịnh Độ Tông vân vân gì đó, cũng là con một nhà cả. Thì chúng ta thấy những cái hay cái tốt thì chúng ta cũng có thể sử dụng được. Nhưng mà chúng ta không nên, vì trên đó cũng có dấu, có chú của Phật, có hình của Phật vân vân, cũng không nên đắp cho người chết, cũng chẳng khác gì áo lục thù hải hội vậy. Chứ đừng nghĩ rằng đắp cái đó vào thì xuống dưới quái âm là gì, là Diêm Vương không dám bắt nhá, không dám hỏi tội nhá, vì mình mặc áo của Phật nhá. Không có đâu, mặc áo cà sa mà, tức là người xuất gia mà tu không đến nơi đến chốn, tu sai hoặc tu không đến nơi đến chốn, làm nhiều việc sai trái tội lỗi thì chết đi, có dù mặc áo cà sa Diêm Vương vẫn lôi xuống dưới và gì xử tội bình thường. Cũng như pháp luật chúng ta thế gian này thôi, sư mà vi phạm pháp luật nhà nước, cướp của, giết người, buôn bán xì ke ma túy, làm những việc phi luân thường đạo lý, phi truyền thống đạo đức của Phật giáo vân vân, thì nhẹ thì bị giáo hội gọi là tần suất đuổi ra khỏi tăng đoàn, bắt hoàn tục để mà sinh sống. Còn nặng thì liên quan đến pháp luật thì vẫn bị bắt, bị cho vào đi tù như thường, đi tù đi tội như thường. Cho nên thế chúng ta qua đó cũng thấy được rằng không cứ là cứ đắp cái mền quang minh đó và xuống là Diêm Vương họ không dám hỏi tội đâu, không có đâu nhá. Đắp cả xa còn có tội, Diêm Vương còn hỏi tội chứ đừng nói đắp mền quang minh. Cho nên thì cốt là chúng ta tu tập cho nó tốt khi còn sống, thì sau khi trong khi chết và sau khi chết chúng ta mà vẫn tỉnh giác niệm Phật được, trong khi chết thì sau khi chết chúng ta sẽ được về cõi lành thôi.
Thậm chí là vãng sinh về cõi Phật thôi, nếu chúng ta là hành giả tịnh độ, vân vân.